Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác em họa mi chơi cánh nhá, ôm cóng các bác nhá, đuôi xòe các bác nhá. Em này thì lúc bắt ở trên chợ thì đã đấu rất là tốt, ôm cóng các bác nhá. Nhưng mà chim vừa mới về các bác ơi. À, chim này thì nói thật sự với các bác là em này thì không thể chê vào đâu nha các bác nhá. Tam hoàng chân mỏ vàng ươm các bác. Nói chung em này không thể chê được về cái độ mỏ vàng và chân vàng của em nó đâu nha các bác nhá. Mỏ vàng ươm luôn các bác ạ, chân vàng ươm luôn, vàng 4 số 9 luôn các bác nhá. Quá là vàng luôn các bạn. Chị con đi này, nếu các bác nhìn tận mắt thì các bác sẽ thấy là nó vàng, rất là vàng các bác nhá. Đấy. Rất là cao cầu các bác nha, rất là cao cầu luôn. Nó thật sự các bác là em này nhìn ở ngoài vàng lắm các bác. Vàng ướm một mườm luôn, vàng gần như là không thể chê được em này mới là chuẩn tam hoàng này các bác này. Chân thì quá vàng luôn, chim thì thuần 100% rồi các bác ạ. 90 đến 95% rồi các bác nhá. Dáng ngũ trường các bác ạ, bộ to. Quá là vàng luôn, đây zoom sát thì các bác xem cái độ vàng em nó nhá. Các bác có thể thấy rất là vàng, ở bên ngoài sẽ vàng hơn rất là nhiều các bác nhá. Em này thì bảo hành cho các bác là quá là vàng luôn ạ. Chim mới về rồi các bác nhé, chưa căng hẳn. Đập cái đuôi khiếu nữa các bác ạ. Rất là lắm tài luôn.
Anh em nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nha các bác nhá. Em này không vàng không lấy tiền các bác nhá. Các bác nha, chim mà chơi rất là sung các bác nhá. Nhưng mà clip em được khoảng 6 phút rồi, em xin phép dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau.